Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Lưng Sang App. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn và quý vị một con app kiếm tiền theo hình thức là giật đơn nha các bạn. Thì đầu tiên như thường lệ thì mình sẽ tiến hành quay đơn thì mình sẽ tiến hành quay thưởng ngẫu nhiên cho ba bạn may mắn nhất, những bạn đã luôn ủng hộ mình, đã đăng ký kênh nè, đã bật cái chuông chọn tất cả, cũng như là like video mình mỗi khi mình lên video mới và bình luận những cái ý kiến đóng góp ở bên dưới. Thì mình làm một cái channel về kiếm tiền online mà, cho nên mình muốn là mình kiếm được tiền thì các bạn cũng sẽ kiếm được tiền, và mình sẽ chia sẻ lại cái sự may mắn đó cho tất cả các bạn. Và bên cạnh đó cũng là một cái lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua, là cho nên cái kênh channel mình sẽ thường xuyên mình lọc cho tất cả những bạn khán giả 10.000, 20.000, thì những bạn nào chưa có đăng ký kênh của mình á thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông chọn tất cả, vì đăng ký cái kênh mình cũng là một cách để kiếm tiền online miễn phí đó các bạn. Thì cũng có rất là nhiều bạn đã đăng ký kênh mình á, và đã nhận được phần thưởng rất là nhiều lần rồi, tuy là nó không nhiều, 10k 20k thôi, nhưng mà tự nhiên cái các bạn cứ đăng ký, các bạn cứ để đó ha, bạn cứ đăng ký mình để đó, lâu lâu mình lên video mới các bạn vào các bạn xem, các bạn bình luận cho vui vậy thôi. Lâu lâu tự nhiên lại có 10.000, 20.000 uống cà phê giải trí các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay thưởng cho ba bạn, mỗi bạn mình sẽ tặng 10k Momo nha các bạn. Rồi, bạn đầu tiên là bạn AMV Animal ở số Momo là 0853526252. Rồi, chúc mừng bạn Animal nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện là mình chuyển Momo cho bạn này. Ok, mong là bạn Animal hãy luôn ủng hộ mình như ngày đầu tiên nha. Rồi, tiếp theo sẽ là bạn may mắn thứ hai nha các bạn. Ok, xin chúc mừng bạn Lương Hiếu nha. Bạn Lương Hiếu cũng đã trúng rất là nhiều lần trên cái kênh channel của mình rồi. Để mình xem là bạn Lương Hiếu đã trúng bao nhiêu lần nha các bạn. Thì bạn Lương Hiếu này á, có cái tài khoản Momo tên là Nguyễn Văn Lương nè, thì bạn đã trúng cái lần này là lần thứ ba rồi các bạn. Đó, các bạn có thể thấy cái lịch sử chuyển tiền của mình cho bạn Lương Hiếu này nha. Rồi, xin chúc mừng bạn Lương Hiếu nha. Thì các bạn comment cái số Momo của mình á, thì các bạn hãy nhớ là comment như những bạn này nha, comment bằng số như thế này nha, thì YouTube nó sẽ không có bị quét. Đồng thời là các bạn cũng phải bấm đăng ký kênh, bấm like video, và các bạn xem video một đoạn đủ dài á, sau đó các bạn mới comment vào á, thì YouTube nó sẽ không quét. Chỗ này YouTube nó quét rất là gắt. Nếu các bạn không like, các bạn không đăng ký mà bạn vào các bạn comment liền xong các bạn thoát ra thì YouTube nó sẽ tự động nó xóa cái comment của bạn, vì nó cho đó là comment spam. Thì bạn hãy lưu ý cho mình cái điều đó nha. Rồi, chúc mừng bạn Lương Hiếu, chúng ta sẽ tiếp tục với các bạn cuối cùng. Ok, xin chúc mừng bạn Duy Nguyễn có số Momo là 0386644716. Và các bạn có biết không, và cái tài khoản Momo của bạn Duy Nguyễn này là Nguyễn Quang Duy nha các bạn, và mình đã từng chuyển Momo cho bạn này hai lần rồi, mỗi lần là 20k. Bởi vì lúc trước mình tặng một lần là 20k nè các bạn, thấy không? Là bạn Duy Nguyễn này lãnh được hai lần rồi nè. Và lần này thì bạn Duy Nguyễn lại tiếp tục trúng được 10k nữa. Rồi, chúc mừng bạn Duy Nguyễn nha. Ok, những bạn nào chưa được trúng Momo ngày hôm nay thì các bạn hãy luôn like video và comment vào những cái video mới của mình nha, thì các bạn sẽ được may mắn thôi. Xin chúc tất cả các bạn sẽ gặp may mắn trong lần tiếp theo nha. Rồi, bây giờ sẽ là cái phần nội dung chính của mình ngày hôm nay, là mình muốn giới thiệu đến bạn một con app quay đơn mới vào ngày hôm qua thôi, đó chính là con app Lazura. Rồi, thì các bạn sẽ bấm vào cái đường link mình để ở bên dưới video này, và bên dưới phần bình luận sẽ có một cái đường link để cho bạn bấm vào bạn tải app về, hoặc không các bạn có thể lên cái trình duyệt web của các bạn, bạn gõ là zalora.vn.com thì nó sẽ hướng các bạn đến một cái trang để các bạn có thể tải ứng dụng về như thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái nút cài đặt nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái ứng dụng này đã được là hơn 500 lượt đánh giá và 4.9 sao nha các bạn. Và dung lượng của nó là 45MB, là các bạn sẽ bấm vào cài đặt, nó sẽ tải về. Các bạn sẽ thấy trên góc màn hình này có một cái mũi tên đang tải về như thế này. Thì các bạn sẽ chờ nó tải về xong, nó hiển thị đã tải xong, thì các bạn sẽ vào cái thư mục trên điện thoại của mình nha các bạn. Đây, bạn sẽ vào cái file của bạn nè, vào cái thư mục file của bạn nha. Bạn sẽ tìm đến những cái thư mục tải về của mình. Thì cái thư mục tải về của mình ở đây là APK file cài đặt, thì mình sẽ bấm vào đây. Và mình sẽ bấm vào cái biểu tượng của Lazura nè, Zalura. Đó, nó có một cái logo màu đen đen như thế này nha các bạn. Bạn bấm vào Zalura để cài đặt, rồi các bạn sẽ bấm vào cái nút cài đặt. Đối với iPhone thì các bạn cần làm theo một bước cài đặt trên cái điện thoại là chấp nhận những cái nguồn không rõ nguồn gốc nha các bạn. Chấp nhận những cái file không rõ nguồn gốc để chúng ta cài đặt, và khi cài đặt thì các bạn bấm mở lên. Rồi, thì nó sẽ là một cái màn hình đăng nhập, thì chúng ta chưa có tài khoản á, cho nên là mình sẽ bấm vào cái nút là đăng ký ngay nha các bạn. Đăng ký ngay ở bên dưới nè. Thì cái dòng đầu tiên á, ngay chỗ Zalo thì bạn sẽ điền cái số điện thoại của mình vào nè. Và cái dòng thứ hai thì các bạn sẽ điền là họ tên của mình vào. Và cái dòng thứ ba là bạn sẽ điền cái mật khẩu đăng nhập của mình.
và cái dòng phía dưới nữa là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu đăng nhập của mình một lần nữa, kiểu như là xác nhận mật khẩu nha các bạn. Và cái dòng cuối cùng là mã giới thiệu. Thì cái mã giới thiệu thì các bạn sẽ nhập giúp mình là 0931846236, và sau đó các bạn sẽ lít vào cái ô là tôi đã đọc và đồng ý. Mình chat vào cái ô này và sau đó các bạn bấm vào nút đăng ký. Rồi khi chúng ta đăng nhập vào trong app thì nó sẽ hiển thị một cái bảng thông tin như thế này. Zalora là một hệ thống bán lẻ thời trang và mỹ phẩm trực tuyến với các sản phẩm quần áo, thời trang, phụ kiện, giày dép, mỹ phẩm cho cả nam và nữ. Ngoài trụ sở vùng đặt tại Singapore, Zalora còn có website bán hàng ở các thị trường Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Thì đây có cái số hotline đây và cái số Zalo nè, cũng như là cái nhóm Telegram để các bạn có thể nhờ họ hỗ trợ. Thì các bạn có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline hoặc là kết bạn với cái số Zalo, cũng như là bạn có thể tham gia vào nhóm Telegram để trao đổi với những người chơi khác, và cũng như là nhờ những admin hỗ trợ về những cái vấn đề liên quan tới app cho các bạn nha. Thì sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào bên trong, thì các bạn có thể thấy cái giao diện của cái con app này cũng khá là bắt mắt với màu sắc tươi tắn nha các bạn. Về app thì mình luôn đánh giá nó cao hơn là một cái trang web nha các bạn. Thì để tạo ra một con app thì đương nhiên là nó sẽ luôn là phức tạp hơn tạo ra một cái trang web. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cái mục ví của tôi nha, để chúng ta sẽ thiết lập cái mật khẩu cấp 2 của mình. Bởi vì có cái mật khẩu cấp 2 này thì các bạn mới có thể tiến hành nạp tiền, rút tiền được. Thì mật khẩu cấp 2 gồm 6 chữ số này, các bạn sẽ nhập lại 2 lần cái mật khẩu, thì giống như lúc mình cài đặt mật khẩu đăng nhập vậy đó. Rồi sau đó mình bấm xác nhận nha các bạn. Và tiếp theo, cái mục quan trọng nhất khi chúng ta chơi bất kỳ một con app nào là chúng ta sẽ cài đặt cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Rồi bạn sẽ bấm vào tài khoản ở bên dưới và bạn bấm vào phần thẻ ngân hàng. Thì ở đây các bạn sẽ điền cái tên chủ tài khoản là cái tên của các bạn được in trên cái thẻ ATM của bạn á. Các bạn sẽ điền viết hoa toàn bộ cái họ tên của mình nha các bạn, và không có dấu khoảng cách. Rồi sau đó cái dòng thứ hai là số tài khoản ngân hàng của các bạn nha. Và cái dòng thứ ba là cái tên ngân hàng, ví dụ Vietcombank, ACB hay là Techcombank gì đó là tên ngân hàng. Rồi tiếp theo, cái dòng cuối cùng á, là cái chi nhánh. Thì bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn để là thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội thì Hà Nội, ở Đà Nẵng thì Đà Nẵng các bạn. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút xác nhận là xong nha các bạn. Rồi nó để thêm thông tin ngân hàng thành công nha. Rồi thì cái cách chơi con app này á là chúng ta có hai cách để chúng ta có thể kiếm tiền. Cái cách đầu tiên á là các bạn có thể gửi tiết kiệm bằng cách là bạn bấm vào hình cái con heo ở đây ha. Ở đây các bạn có thể thấy nó cung cấp cho chúng ta những cái gói chúng ta gửi tiết kiệm theo là 30 ngày, 15 ngày, 7 ngày và 3 ngày. Đấy, thì ngày nó càng, cái số ngày nó càng cao thì số lãi nó sẽ càng nhiều. Thì các bạn muốn biết cái số lãi nó bao nhiêu thì các bạn có thể nhập thử cái số tiền bạn muốn gửi vào cái ô ở trên này. Thí dụ mình muốn gửi vào 500 ngàn thì mình sẽ nhập vào đây 500 ngàn nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn vào gửi tiết kiệm 3 ngày này thử xem nè. Bạn bấm vào chọn ngay nè. Rồi sau khi các bạn kéo lên trên nó sẽ tính lãi cho mình nè. Đó là 532 ngàn, có nghĩa là bạn sẽ nạp vào 500k để bạn gửi vào cái gói 3 ngày, là sau 3 ngày nó sẽ trả lại cái gốc cho mình cộng với cái lãi của bạn là bạn được 32.500 đồng nha các bạn. Thì bạn muốn gửi cái gói nào thì bạn cứ bấm vào bạn xem trước. Thí dụ mình muốn gửi cái gói 30 ngày là mình sẽ được là 900 ngàn, có nghĩa là sau 30 ngày mình sẽ lãi được 400k đó các bạn. Rồi 15 ngày thì mình sẽ lãi là rồi 15 ngày thì mình sẽ được là 675k, có nghĩa là mình sẽ lãi được 175k nha các bạn. Rồi thí dụ mình muốn gửi 1 triệu thì mình nhập vào 1 triệu nè. Rồi mình bấm vào những cái gói này xem là thử xem là nó tính cái lãi của mình như thế nào. Ví dụ mình muốn gửi vào cái gói 7 ngày đi. Rồi mình bạn sẽ kéo lên trên. Đây nó sẽ tính cái lãi cho mình là 155 ngàn nè. Là sau 7 ngày là mình sẽ rút được 1.155.000 nè nha các bạn. Rồi cái cách kiếm tiền thứ hai là quay đơn. Thì để quay đơn các bạn sẽ bấm vào cái nút tương tác nè. Nó kêu là bạn cần nạp tiền để thực hiện chức năng này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi nạp tiền để mình quay đơn cho các bạn xem nha. Thì để nạp tiền thì các bạn sẽ bấm vào hình cái dấu cộng ở dưới đây nha. Cái dấu cộng có chữ nạp tiền nè. Rồi các bạn sẽ nhập cái số tiền mình muốn nạp vào cái ô ở bên trên đây. Và cái min nạp của nó là 390k nha các bạn. Thì mình bây giờ mình sẽ nạp cái số thấp nhất để gọi là mình test app nha các bạn. Rồi mình sẽ nhập vào 390k nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái nút nạp tiền nè. Thì nó sẽ hiển thị đầy đủ cho các bạn những cái nội dung để các bạn nạp nha. Thì đây là cái số tài khoản ngân hàng của app. Bạn sẽ copy lại. Bạn sẽ copy lại cái số tài khoản ngân hàng này để các bạn thực hiện là bạn chuyển khoản cho họ nha. Rồi các bạn sẽ thoát ra. Rồi bạn sẽ vào cái app ngân hàng trên điện thoại của mình á. Ở đây cái app ngân hàng của mình là cái app Vietcombank nha các bạn. Và các bạn lưu ý là chúng ta chuyển khoản khác ngân hàng thì chúng ta phải chọn là chuyển tiền nhanh 24/7 nha các bạn, thì tiền nó mới vào ngay được. Còn nếu cùng ngân hàng thì bạn sẽ chọn là chuyển khoản trong nội bộ. Rồi cái dòng này thì cái dòng đầu tiên bạn sẽ dán cái số tài khoản thụ hưởng của bên app lại nè. Rồi cái ngân hàng thụ hưởng là BIDV.
tài khoản thụ hưởng. Cái ngân hàng của họ là BIDV nè, các bạn sẽ nhập vào VIBV. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập cái số tiền nè là 390k nè. Rồi cái phần nội dung chuyển tiền á là cái số điện thoại đăng ký app của các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm tiếp tục. Thì đến đây các bạn kiểm tra lại thông tin coi nó là chính xác chưa. Ok rồi thì các bạn bấm xác nhận để ngân hàng nó sẽ gửi cái mã OTP và cho mình xác nhận cái giao dịch này các bạn. Rồi sau khi ngân hàng gửi cái mã OTP vào thì các bạn nhập cái mã OTP và bạn xác nhận giao dịch nha. Rồi sau đó thì các bạn cũng nhớ là chụp cái màn hình giao dịch thành công lại. Ở đây app nó không có yêu cầu mình chụp hình nhưng mà bạn chụp lại đi để cho nó chắc nha các bạn. Rồi sau khi đã chuyển tiền xong rồi á thì các bạn quay trở lại app nè. Rồi các bạn sẽ kéo xuống, bạn bấm vào cái nút xác nhận để nó ghi nhận cái định nộp tiền của mình nha. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ đợi nè. Các bạn sẽ quan sát trên đồng hồ thấy là bây giờ là 8:52 để xem khi nào là tiền nó sẽ về nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái mục rút tiền mình xem thử nè các bạn. Thì các bạn có thể thấy đây là mỗi lần mình rút tiền sẽ là 5%, nó sẽ trừ 5% cái phí rút tiền của mình mỗi lần nha. Và cái thời gian rút tiền á là 24/24 kể cả chủ nhật. Là cái con app này nó đã sử dụng cái chế độ nạp rút tự động các bạn. Chỉ có nạp rút tự động thì chúng ta mới có thể là nạp và rút 24/24 kể cả ngày chủ nhật thôi các bạn. Và đã là cái nền tảng app và nó còn áp dụng cái chế độ và là nạp rút tự động thì mình có thể tin tưởng là nó sẽ không xì cam sớm, nó sẽ không ăn non quá sớm đâu các bạn. Và mỗi ngày á chúng ta có thể rút không giới hạn cái số tiền, các bạn muốn rút 1 tỷ một ngày cũng được nữa, bởi vì nó không có giới hạn cái số tiền chúng ta rút. Nhưng mà các bạn lưu ý là mỗi ngày chúng ta chỉ có thể rút tiền được một lần thôi nha. Và ở đây mình có một cái bảng này mình muốn show cho các bạn xem là cái tính năng thưởng, là khi bạn là một người chơi mà bạn đi giới thiệu cho 5 cái thành viên, bạn giới thiệu được cho 5 người khác họ tham gia là bạn sẽ được đạt được 5 thành viên tham gia chính thức nè, là bạn sẽ được cái app nó thưởng cho bạn 250k với cái điều kiện là mỗi thành viên chính thức phải đầu tư tối thiểu là 1.000.000 đồng và tham gia quay đơn trong vòng 15 ngày. Và cái phát thưởng này nó sẽ phát vào ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng. Và khi bạn đạt được 15 thành viên nè sẽ thưởng 1.000.000 nè, 35 thành viên thưởng 2.500.000 nè, 50 thành viên thưởng 4.800.000 nè, đạt 70 thành viên thưởng 7.000.000 nè. Thì cùng với cái chế độ mà nó thưởng như thế này thì đòi hỏi con app phải hoạt động lâu dài thì nó mới có thể là nó đưa ra những cái chế độ thưởng như thế này được. Với cái chế độ thưởng này thì nó sẽ giống với con app Let's Go nha các bạn, con app Let's Go mình từng giới thiệu cho các bạn á. Và cộng với đó là chúng ta sẽ được cái hoa hồng quay đơn lãi kép. Của hoa hồng quay đơn lãi kép là sao các bạn? Thì có nghĩa là thí dụ các bạn hôm nay các bạn đầu tư vào 1.000.000 đúng không, thì cái số vốn của bạn sẽ không ngừng tăng lên khi các bạn quay đơn 1.000.000. Thì mỗi ngày các bạn sẽ quay được là 20k, sau 10 ngày có phải là bạn đã kiếm được 200k tiền lãi rồi không? Thì nó sẽ cộng với cái vốn của bạn là 1.000.000 đó thì các bạn sẽ được là 1.200.000. Và cái hoa hồng quay đơn của bạn nó sẽ tính trên cái 1.200.000 luôn chứ không phải là 1.000.000 bạn nạp nữa. Và cái bảng này các bạn có thể thấy là cái min nạp nè 390, đây có thu nhập mỗi ngày là 7.800 đồng. Và bạn số tiền gửi tiết kiệm nè trong vòng 3 ngày là bạn sẽ kiếm được 415.000 nè. Nói chung là cái bảng này đầy đủ, các bạn có thể dừng video lại để các bạn nghiên cứu về những cái gói của trên con app này nha. Và cái hoa hồng cấp dưới á là cái hoa hồng 6 cấp luôn các bạn. Cái hoa hồng 6 cấp luôn. Ở cấp 1 á, thì các bạn sẽ được 9%, có nghĩa là bạn giới thiệu cho một người bạn bè thì các bạn sẽ được 9%, mà người bạn bè đó giới thiệu cho một người nữa thì bạn sẽ được 7% từ người tiếp theo. Và người tiếp theo giới thiệu cho người tiếp theo nữa thì bạn sẽ được 5%, và người tiếp theo nữa sẽ được 3%, tiếp theo nữa sẽ được 2% các bạn. Rất là nhiều cấp hoa hồng thì các bạn sẽ được giới thiệu càng nhiều người thì các bạn sẽ được càng nhiều tiền. Và một cái đặc biệt nữa của con app này là cái gì các bạn? Là mỗi lần các bạn nạp tiền vào thì các bạn sẽ được nó tặng cho 10 lần quay đơn. Thí dụ buổi sáng bạn nạp vào 1.000.000 bạn sẽ được quay đơn 10 lần là bạn sẽ kiếm được 20.000 đúng không? Rồi cái buổi chiều các bạn buồn các bạn nạp vào thêm 1.000.000 nữa, các bạn nạp vào thêm 1.000.000 nữa thì con app nó sẽ tiếp tục nó tặng cho bạn thêm 10 lần các bạn quay đơn nữa. Đó, là bạn sẽ được kiếm được thêm 20.000 nữa, có nghĩa là một ngày đó các bạn sẽ được 20 lần quay đơn luôn. Thì bất kể các bạn nạp bao nhiêu tiền thì bạn nó cũng sẽ tặng cho bạn 10 lần quay đơn, nhưng mà quay đơn cái số tiền nó sẽ nhiều ít dựa trên cái số vốn của bạn đầu tư. Và cái min rút của nó cực kỳ thấp các bạn, chỉ có 10k thôi. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem. Và khi các bạn nạp tiền nhiều lần vào để các bạn kiếm cái số lần quay đơn nó càng nhiều á. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể rút tiền, rút hết cái vốn của mình ra bất cứ lúc nào các bạn muốn luôn. Thí dụ bạn nạp 1.000.000 và các bạn quay đơn ngày 1, ngày 2, ngày 3. Ở mỗi ngày các bạn quay được 20k đi chẳng hạn, rồi các bạn lại nạp thêm 1.000.000 nữa thì nó lại tặng thêm cho bạn 10 lần quay đơn nữa. Tổng cộng các bạn đang có 2.000.000 đúng không? Rồi mỗi ngày kiếm được 40k đó. Thì các bạn có thể chọn là các bạn rút 10.000 thôi, hoặc bạn có thể chọn là rút hết tiền của mình ra, hoặc các bạn có thể chọn là rút 100.000, 200.000 uống cà phê chơi thôi. Đó, tùy theo các bạn, rất là thoải mái luôn đối với con app này. Cái mã mời bạn bè của bạn là cái số điện thoại bạn đăng ký app luôn. Bạn có thể là copy cái đường link tải app của mình á, bạn gửi cho họ, hoặc bạn có thể kêu họ lên trên cái trình duyệt, họ gõ là zalora.vn.com để họ tải cái ứng dụng về, và sau đó
bạn kêu họ nhập cái mã giới thiệu của bạn vào, thì cái mã giới thiệu của bạn là số điện thoại bạn đăng ký luôn á. Thì hoa hồng 6 cấp mà các bạn dạy gì mà chúng ta không đi giới thiệu cho nhiều người tham gia để chúng ta kiếm được tiền hoa hồng nhiều, đúng không các bạn? Ok, thì bây giờ tiền của mình nó đã vào rồi các bạn. Hồi nãy là 8:54 và bây giờ là 8:58, là tầm khoảng 4 phút là tiền nó vào nha các bạn. Thì nãy giờ mình không biết nên mình vừa tháo cái app ra và mình đăng nhập lại á, tiền nó mới được cập nhật nha các bạn, không chừng là nó còn vào nhanh hơn 4 phút nữa. Rồi, cái tài khoản của mình đang có là 390k và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi quay đơn nha các bạn. Rồi, quay đơn thì các bạn sẽ kéo lên trên nè. Chúng ta kéo lên trên là chúng ta bấm vào cái nút tương tác nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ bấm vào gửi đơn nè. Rồi, bấm vào hoàn thành nè là xong một cái đơn nha các bạn. Cứ làm tương tự như vậy, tương tác nè, gửi đơn nè, hoàn thành. Rồi, cứ làm như vậy 10 lần nha các bạn, thì mỗi ngày các bạn cứ vào các bạn quay đơn như vậy, các bạn quay 10 lần. Ok, mình sẽ tua nhanh qua khúc này. Và sau khi mình đã quay xong 10 đơn thì các bạn có thể thấy cái thu nhập hôm nay của mình là 7.800 đồng. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi mình rút tiền luôn cho các bạn xem nè. Rồi rút tiền các bạn sẽ bấm vào cái nút rút tiền ở trang chủ luôn nè. Đó, mình sẽ điền cái số tiền mình muốn rút. Bởi vì mình muốn test thử cái min rút của nó coi đúng là 10k hay không. Mình sẽ nhập vào 10k mình rút thử nha các bạn. Rồi mình nhập vào 10k mình rút nè. Rồi mình bấm vào nút rút tiền nè. Rồi các bạn sẽ nhập vào cái mật khẩu cấp 2 lúc nãy các bạn đã cài đặt nha. Rồi mình nhập cái mật khẩu cấp 2 của mình nè. Xong rồi các bạn sẽ bấm xác nhận. Rồi nó để là hệ thống đã ghi nhận cái lệnh rút tiền thành công của bạn nè. Rồi các bạn có thể quan sát thấy trên đồng hồ điện thoại của mình đang là 8:59 để xem khi nào là tiền nó sẽ về nha các bạn. Ok, và tiền nó đã về nha các bạn. Hồi nãy mình rút là 8:59, ngân hàng báo cho mình nè đã cộng 9.500 đồng vào tài khoản của mình, là nó trừ phí của mình đi 5% là nó trừ mình 500 đồng đó các bạn. Là mình còn 9.500 nên nó đã cộng 9.500 vào tài khoản của mình vào lúc là 9:01, tức là mình rút chỉ mất 2 phút thôi các bạn. Mất 2 phút là tiền nó về, nạp rút tự động cho nên nó sẽ rất là nhanh. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn một con app mới nữa, một con app rất là ok luôn, mình cảm thấy nó rất là mới mẻ so với những con app trước tới giờ mình làm luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip mới nhất.